và các bạn, trong tâm thức của người Việt từ bao đời nay, ngày Tết, ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường đi lễ chùa để cầu phúc cầu may cho gia đình. Mặc dù xã hội ngày càng hiện đại, nhưng nét văn hóa này vẫn được người dân Ninh Bình gìn giữ và phát huy, là một phong tục đẹp trong dịp Tết Nguyên đán. Đã từ nhiều năm nay, mỗi dịp Tết đến xuân về, chị Hiền lại cùng những người bạn thân của mình về dâng hương tại chùa Non Nước, thành phố Ninh Bình. Sau một năm vất vả lo toan thì không gian thanh tĩnh nơi cửa Phật giúp mỗi người tạm quên đi những bộn bề của một năm cũ để hướng đến năm mới bình an. Khi mà về chùa lễ Phật thì tôi được trở về với chính mình, được chiêm nghiệm lại những cái thời gian năm cũ đã qua và mong cầu một năm mới an lành, hạnh phúc. Theo quan điểm của người Việt, ngôi chùa không chỉ là không gian tâm linh mà còn là một không gian văn hóa. Nhiều người lên chùa để tìm trong giáo lý nhà Phật những tín điều phù hợp với tư duy, ý niệm của riêng mình, mà gợi mở tâm thức hướng đến những giá trị chân thiện mỹ. Cũng có người lên chùa để chiêm bái những kiến trúc độc đáo, được tận hưởng không gian thanh khiết của hương trầm, cỏ cây, hoa lá, hay để lắng nghe hồn sông núi qua những câu chuyện lịch sử, huyền sử được trao truyền qua nhiều đời nay. Không gian và kiến trúc Phật giáo không chỉ làm tâm hồn dịu lắng mà còn khơi dòng suy nghĩ cho những ý tưởng tốt đẹp. Thường thì đến lễ chùa, em và mẹ sẽ cùng vào trong chùa để lễ Phật và cầu xin Phật cho gia đình được mạnh khỏe, hạnh phúc và về những cái thành tích học tập trong đời sống của mình. Giờ mà bước sang năm mới là mình cũng phải thắp hương gia tiên nhà mình trước, sau đó rồi mình mới đến chùa và mình cũng đi với các con để cho các bạn hiểu rằng là có tổ có tiên, rồi mới đến chùa rồi mình mới cầu nguyện, mình cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được bình an, được hạnh phúc. Năm nay thì Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cũng đã triển khai tới các ban trị sự Phật giáo các huyện và thành phố, các sư trụ, các vị tăng ni trụ trì các chốn tự viện và tín đồ Phật tử làm sao tổ chức đón Tết vui xuân, cầu quốc thái dân an, làm sao là tiết kiệm, an toàn, lành mạnh. Trong hương xuân nhẹ nhàng, âm thanh của tiếng chuông chùa ngân nga, tiếng gõ mõ tụng kinh niệm Phật, hương hoa phảng phất